Dạ, kênh bonsai lục tỉnh miền Tây xin mến chào tất cả quý cô chú. Rất vui được gặp lại quý cô chú trên kênh ha. Hôm nay thì con quay trở lại vườn của chị Diệu Huy, quý cô chú bonsai cây cảnh Huy Hoàng. Giới thiệu đến quý cô chú một lô cây mới của chị nữa. Đặc biệt hôm nay là nhiều cây đẹp nha quý cô chú, nhiều cây già đẹp. Đó, trước mắt là seri đang bông rất nhiều luôn. Rồi mai chú thủy nè, mai chú thủy đẹp nè, đó nguyên con thú. Và một cái lô cây rất là dễ thương luôn, nhiều cây quái già. Thì để chi tiết hơn thì mời quý cô chú gặp lại chị Huy ha, sẽ báo giá từng cây cho mình lựa chọn. Dạ rồi, em chào chị. Dạ, em chào anh. Em mến chào quý cô chú anh chị đã đến với kênh bonsai lục tỉnh miền Tây ha. Thì hôm nay bonsai Huy Hoàng nha, em trở lại giao lưu cùng quý cô chú anh chị ha. Hôm nay em có mai chú thủy nè, có sơ ri, rồi linh sam nha, nhiều cây đẹp lắm cô chú anh chị ha. Số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ với em là 0939 081 082. Em ở quận Hóc Môn, thành phố Cần Thơ ạ. Dạ. Dạ đây. Để không mất thời gian của cô chú anh chị, em sẽ giới thiệu cây đầu clip của nhà em ngày hôm nay với cô chú anh chị. Thì hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị mã là mã B ha. Thì cây đầu clip là một cây mai chú thủy da đen. Cái này là chính gốc da đen luôn nha cô chú anh chị, của cây lậy Tiền Giang ha. Đây, cây liền lạc hết, không có lỗi lầm chỗ nào hết luôn. Mặt cắt thì còn có một chút xíu nữa là lả liền sẹo luôn rồi ha cô chú anh chị. Rồi em xin được phép đo thông số ạ. Một con thú nằm của chú ơi, rất là đẹp luôn. Tay cành lớn hết trơn. Dạ, cây có chiều cao lên đây là được 38 nhé cô chú anh chị. Chiều cao 38. Dạ, em đo tán dài là được 66 ạ. Một gốc cây như một con thú luôn đó cô chú anh chị. Đây, rất là liền lạc luôn. Rồi, dạ hoành đế của cây là được 79 ạ. Dạ rồi, 79. Rồi em đo xích lên trên đây một chút hết cô chú anh chị. Đây, lên trên đây thì được 68. Đo ngay cái cổ của cây đi, em đo rất là nhiều chi tiết để cho cô chú anh chị biết được độ lớn của cây ha. Rồi lên trên đây thì còn có 22 thôi cô chú anh chị. Đó, nó vót đọt lên rồi nè. Đây, cô chú anh chị có thể tham khảo giùm em cái mặt cắt ở trên đầu này nha. Còn có một chút xíu nữa thôi là nó liền luôn rồi nè. Nó đang kéo sẹo rất là mạnh ha. Còn nguyên một cái dàn xương cốt cành quai nhạo luôn rồi. Đó, điểm cũng rất là nhiều nước dây luôn rồi. Thì cái lần vô kẽm này á, về mà khuyết là cô chú anh chị tháo ra thành một cây mai chiếu thủy thành phẩm ha. Cây này em đã ép chậu vô cho cô chú anh chị luôn rồi nè. Nguyên một cái con thú rất là đẹp luôn. Đó, cốt cành lớn ha, liền lạc không có lỗi lầm gì hết. Cây đã được vô chậu hoàn thiện. Những cây mai như thế này đây á, về cô chú anh chị chứ cứ để gì chăm nước giúp em thôi ha. Thì em lật lá, nó đang ra búp non rất là nhiều luôn. Đó, sù cục 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 vô đó cô chú. Thì về nhà cô chú anh chị là sẽ có hoa luôn. Thì mã này mã 1B với cô chú anh chị. Cây mai chú thủy này em giao lưu với cô chú anh chị với giá 7.400.000. 7.400.000 em ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Chậu là em ship luôn cái chậu cho cô chú anh chị ha. Cái chậu này nó bị nứt ở đây một chút đó cô chú anh chị, nó bị xé thịt ha. Đây nè. Yeah. Đó. 7.400.000. 7.400.000. Tay cành lớn hết trơn nha cô chú, mặt cắt thì kéo gần bích luôn rồi. Chi cành thì ấm mịn, đều rang hết. 7.400.000 chị rồi ha. Dạ thì không rõ thì cứ liên hệ số điện thoại của em có ở tiêu đề màn hình, em sẽ cung cấp hình ảnh lại cho cô chú anh chị xem chi tiết hơn ạ. Dạ rồi. Dạ rồi, em xin phép đổi cây ha. Mình đổi luôn chị ơi. Đây, một cây seri hết cô chú. Cây seri. Dạ, đang bông rất nhiều. Dạ rồi, tiếp theo với cô chú anh chị, em sẽ giới thiệu với cô chú anh chị là một cây seri nè. Cây này thì full hoa luôn rồi cô chú anh chị ơi. Cây ra hoa tự nhiên nha. Cây này nó dạ, nó tự ra hoa mà không có chỗ là mỗi đọt mỗi cái bông luôn á cô chú anh chị. Có chỗ là nó đã đậu trái luôn rồi. Đó. Rồi em xin được phép đo thông số ạ. Dạ, cây có chiều cao lên đây là được 58 á cô chú anh chị. Một cây seri tán bay ha. Dạ, tán ngang của cây là được 68 ạ. Đây, em đo nhiều chi tiết ha. Đây, từ đây ra đây là được 55 hết cô chú anh chị. Đó, cây này là thuộc dạng cây dáng bay với cô chú anh chị. Rồi, tổng hoành đế em đo được 64 mà. Lên trên đây nghe cô chú anh chị là được 53 ha. Nè, cây cô chú anh chị tham khảo nè, bông nó tự trong thân bông ra luôn nè. Đó, bông này ha. Rồi ở trên đây là chỗ nào cũng hoa rất là nhiều hết trơn luôn. Ở về nhà cô chú anh chị ha, cây này là trái nhiều lắm cô chú anh chị. Nó đang có hoa rồi, nó sẽ đậu trái cho cô chú anh chị ha. Hoa giống như hồng gặp mai vậy đó. Cây cốt cành lớn quay nhạo luôn. Đó, cây seri vắng bay. Thì mã này mã 2B với cô chú anh chị. Cây seri này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 1.800.000. 1.800.000. Em ship toàn quốc cho cô chú anh chị ha. Cây thuần chậu, em xin được phép rút chậu bó bầu về cô chú anh chị sang chậu vô giúp em nha. Đó, nhiều cây seri lắm mà được cái cây này nó quá chậu hoa luôn rồi cô chú anh chị ơi. Cây ra hoa thì sẽ cho trái ha. Thì cây già như thế này đây sẽ cho hoa quanh năm luôn ạ. Dạ.
Dạ rồi, em xin phép đổi cây luôn hết cô chú anh chị. Em lên mã 3B cho cô chú anh chị tham khảo ha. 3B là em có một cây me á cô chú anh chị. Đó, đây là me chua ha. Rồi, em xin được phép xoay một vòng đi rồi em đo thông số cho cô chú anh chị nè. Cây này thì cốt cành cũng quai nhạo luôn, cốt lớn hết rồi. Đó, thì cũng lặt lá để điểm dây cho cô chú anh chị. Cây dáng rất là quái luôn. Cây có chiều cao lên đây là được 45. Dạ, cái tán dài của cây của cô chú anh chị là được 51 ạ. Chiều cao 45, tán dài 51 ha. Tổng cái hoành cũ ở đây là được 45 luôn đó cô chú anh chị. Còn hoành thân của cây là được 18 ạ. Cây cô chú anh chị tham khảo nè, cốt nó lớn nó quái nè. Cái này gai, cái lá cái nữa là rất là đẹp nghe cô chú anh chị. Thì mã này mã 3B ha. Một cây me này em sẽ giao lưu với cô chú anh chị với giá là 900. 900 em bao ship cho cô chú anh chị luôn. Thì mấy cái chậu xi măng là em xin được phép rút chậu bó bầu ha cô chú anh chị. Đó, me chua ạ. Dạ, 900 ngàn thôi quý chú ha. Dạ. Đó. Rồi, em xin phép đổi cây luôn. Dưới tùy gan. Thì cái nào mà không rõ cô chú anh chị cứ liên hệ số điện thoại của em ha. Rồi để em hỗ trợ hình ảnh cho cô chú anh chị. Rồi bắt đầu em lên mã 4B ha. Thì đây là linh sam á cô chú anh chị, linh sam siêu bông nè. Đó, rồi em để em xoay qua đây nè, rồi em báo thông số cho cô chú anh chị rõ nha. Gốc rất là quái luôn. Dạ, cây có chiều cao lên đây là được 40 với cô chú anh chị. Tổng cái tán dài nha, em đo từ đây là được 70 ạ. Linh sam siêu hoa ạ. Rồi tổng em đo ngay chỗ keo này là được 20 cm hết cô chú anh chị. Thì cây nó nở củ nổi đế ra là được 27 cm ha. Đây, mịn tàn lắm cô chú anh chị. Em sẽ nghiêng cho cô chú anh chị nhìn được cái vàng tàn này ha. Đó. Rồi cây liền lạc, không có bị lỗi lầm chỗ nào hết trơn. Cái thân rất là quái luôn, hai thân uống lượng phơm tàn mịn như lắm luôn rồi. Em điểm 3 lần dây cho cô chú anh chị rồi. Thì mã này là mã 4B với cô chú anh chị. Cây linh sam như thế này đây em giao lưu với cô chú anh chị giá 1 triệu đồng, em bao ship cho cô chú anh chị ha. Mã 4B 1 triệu bao ship luôn ạ. 1 triệu thôi cô chú ơi. Linh sam siêu bông. Dạ, quái. Cái lô linh sam này rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Đó. Rồi. Rồi em đổi cây luôn ạ. Tiếp theo em lên mã 5B với cô chú anh chị. Cây này đẹp nè cô chú anh chị ơi. Cây linh sam này ha. Đó, về nhà cô chú anh chị sang vô chậu đi. Mấy cây này là tàn là em bao mịn bao đẹp với cô chú anh chị luôn. Rồi cây có chiều cao lên đây là được 34. Dạ, tổng cái tán dài nè, em đo từ cái chỗ này qua chỗ này là được 66 hết cô chú anh chị. Đó. Rồi tán dài 66, chiều cao 34 ha. Rồi để em xoay qua đây em đo cái hoành thân cho cô chú anh chị nè. Rồi cái thân ngay cái eo là được 17 hết cô chú anh chị. Rồi cây có phần đế nè, nở củ ra được 36 hết cô chú anh chị ha. Đây em đo nhiều chi tiết nha, đo dưới đây là được khoảng 24 á. Nói chung là lên trên thì nó giót đọt, là xuống dưới thì nó nở ra nghe cô chú anh chị. Linh sam siêu bông ha. Đó, rồi mã này mã 5B ha. Cây linh sam này em giao lưu với cô chú anh chị giá 1 triệu 100 ngàn cô chú anh chị ha. Cây này rất là đẹp và quái luôn nè. Đó, về nhà cô chú anh chị chậm xuống cho nó thành cây đổ cũng được nữa đó cô chú anh chị. Mịn tàn dữ lắm luôn, đường thân co lắc duyên dáng. 1 triệu 100 ngàn cây linh sam mã 5B. Đây. Rồi, 1 triệu 100 ngàn thôi. Rồi em đổi cây luôn hết cô chú anh chị. Tiếp theo em lên mã 6B với cô chú anh chị, cũng là một cây linh sam siêu bông luôn. Đó, cái lô này là rất là quái luôn, thân quái nha. Đường thân lắc lượng và da cây cốt cành lớn luôn. Cây có chiều cao lên đây là được 31 hết cô chú anh chị. Cây này độc đáo quá. Cái tán dài của cây là được 64 nè cô chú anh chị ơi. Cây này cốt lớn hết trơn luôn, linh sam siêu bông nè. Đó. Em đo hoành củ sát ở dưới đây là được 31 luôn. Hoành thân đó cô chú anh chị, hoành thân xích lên trên đây là được 23 ha. Ôi cây này cái thân đẹp quá cô chú anh chị ơi. Đó, đường thân rất là đẹp nè. Đó. Cây thân to có độ quái luôn, tàn thì rất là mịn luôn á cô chú anh chị. Đây. Rồi mã này mã 6B ha, cây linh sam này giá cũng 1 triệu 100 ngàn hết cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mua một cặp thì em sẽ bớt cho mình 100 ngàn ha. 6B 1 dạ. triệu 100 ngàn luôn. 100 linh sam siêu bông luôn. Đó, cái nào mà không gõ thì cứ liên hệ số điện thoại của em đi, em hỗ trợ hình ảnh cho cô chú anh chị ha. Đây. Rồi, tiếp chị ơi. Rồi em đổi cây luôn hết cô chú anh chị. Tiếp theo em lên mã 7B. 7B thì đây cũng là một cây linh sam siêu bông luôn. Bữa nay em bán linh sam nhiều lắm cô chú anh chị. Tại lô linh sam này rất là đẹp luôn nên em đem lên em leo luôn với cô chú anh chị ha. Đó. Mấy cây này là những cây em lựa không à. Thân to đế nở luôn nè. Những cây mà hôm trước cô chú anh chị mua chưa được thì mua lô này ha. Cây có chiều cao lên đây là được 37 hết cô chú anh chị. Đó, rồi cái tán dài em đo từ đây qua đây là được 64 ạ. Chiều cao 37, tán dài 64. Rồi, em đo cái hoành cũ nha cô chú anh chị. Dạ, em đo hoành cũ sát ở dưới đây là được 34 nè. Rồi cái thân lên đây là được 22 ha.
Mã này mã 7B nha cô chú anh chị. Cây này, cây đường thăng nó cũng viên nữa cô chú anh chị. Nó quái lắm luôn nè. Cây nào cũng gì hết trơn luôn á. Rồi ha cô chú anh chị, thì cây linh sam mã này mã 7B ha. Cây này em giao lưu với cô chú 1 triệu đi cô chú anh chị. 1 triệu em bao ship cho mình nghe, mua một cặp thì bớt lại cho mình 100 ngàn. 1 triệu đồng á. Dạ. Mã 7B. 1 triệu. Rồi. Dạ rồi, em đổi cây luôn hết cô chú anh chị. Em lên mã 8B với cô chú anh chị. 8B em có một cây linh sam nữa nè cô chú anh chị. Đây là linh sam song hình. À, cái gốc này là gốc song hình nè, em ghép với bo này là bo 86 cô chú anh chị. Dáng này là dáng cây này là cây nghệ thuật ha, văn nhân cành gớt nè. Rồi em xin được phép đo thông số nè. Cây có chiều cao lên đây là được 55. Cái cò này rất đẹp nè, cò quái nè. Dạ, cái tán dại đây là được 47 với cô chú anh chị. Rồi cái hoành thăng em đo ngay chỗ này là được 21 nè cô chú anh chị ha. Hoành thăng 21. Rồi cây nó có phần đế dưới đây lớn á cô chú anh chị ơi. Rồi không có đo được luôn, thôi để đo cho cô chú anh chị biết được độ lớn của cây nha. Đó. Ở dưới đây là được 28 á cô chú anh chị. Rồi. Cây cái gốc song hình nè, rất là quái luôn, đường thăng co lắc. Cây bò 86 em ghép đây lâu quá cô chú anh chị nên cái cốt rất là lớn nè, bằng ngón tay của em ha. Đó, cây này về cô chú anh chị sang chậu là bao đẹp nha. Mã này mã 8B ha. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 850 ngàn. Em bao ship cho mình luôn. Chậu thì em xin được phép rút chậu bó bầu về cô chú anh chị mua một cái chậu tầm khoảng 200-300 là vô là bao đẹp với mình ha, trang trí thêm một vài cái tiểu cảnh nhỏ nhỏ nữa. Dạ rồi, 800. Rồi 850 á cô chú anh chị. 850 chị ha. Rồi. Rồi em xin được phép xuống cây luôn ha. Em lên mã 9B. 9B thì em có sâm trái á cô chú anh chị, thì sâm trái xù ha. Đó, cây thì đang có bông luôn, chuẩn bị có trái ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 29. Và có cái tán dại đây là được 42 hả cô chú anh chị. Chiều cao 29, tán dại 42 nè. Rồi cái hoành thăng em đo ngay chỗ lớn là được 16 cm nha cô chú anh chị. Cây này là cây 9B, một cây sâm trái xù. Đường thăng rất là viên luôn, co lắc á. Nè cô chú anh chị tham khảo cái tàn này rất là mịn hả cô chú anh chị. Tàn mịn nè. Rồi bên đây nè, cái đường thăng của cây nè. Cây già thăng xù từ gốc lên tới ngọn luôn. Rồi mã này là mã 9B. Cây sam này em giao lưu với cô chú anh chị giá 750. 750 ngàn em bao ship cho mình ha. Sâm trái xù. Gốc to lắm cô chú chị. Đây nè. Đó, cái tay em một vòng tay gì không hết ha. Xù già hơn chú. Rồi em đổi cây luôn ha cô chú anh chị. Em lên mã 10B. 10B em có cần thăng đó cô chú anh chị. Đây. Rồi cái gốc cần thăng này cũng rất là nghệ thuật này cô chú anh chị. Đó, duyên dáng nghệ thuật luôn. Rồi cây mịn tàn dữ lắm luôn rồi ha. Cây có chiều cao lên đây là được 33 cô chú anh chị. Còn cái tán dài của cây là được 43 ha. Tổng cái hoành thăng của cây ở đây, ở đây là được 24 nè cô chú anh chị. Đế có luôn, phần đế là được 44 nha. Mịn tàn, em nghiêng cho cô chú anh chị tham khảo được cái dàn tàn. Rồi ở đây nè, đường thăng lắc ha. Cần thăng mà như gì là đẹp rồi nha cô chú anh chị. Giá rất là hữu nghị luôn. 650 ngàn bao ship cho mình nha cô chú anh chị. Mã 10B ha, 650 bao ship ạ. Một cây cần thăng. Đó, mình chơi phong thủy nè, cần cù thăng tiến hết cô chú anh chị. Dạ, 650. Rồi em đổi cây luôn á cô chú anh chị. Tiếp theo em lên mã 11B. 11B cô chú anh chị em có mai chiếu thủy trung nu ha. Mai chiếu thủy trung nu nè. Cây này cô chú anh chị để trên bàn nha. Làm muốn làm hoa thì lật lá nha. Cây nó đã thần chậu rồi cô chú anh chị. Cây có chiều cao lên đây là được 23. Dạ, cái tán dài của cây là được 48 đó cô chú anh chị. Đó. Hoành thăng của cây là được 18 nè. Cây cô chú anh chị tham khảo nè, cốt cành lớn nha. Mặt cắt ở đây là nó muốn liền sẹo luôn rồi. Thăng già nu nè. Mịn tàn như thế này đây nghe cô chú anh chị. Đó, mai chiếu thủy trung nu, mã 11B. Rồi ở đây nè, đó, cái phần xương ở trong nè. Đó, rất là đẹp. 11B nghe cô chú anh chị, 850 ngàn bao ship cho cô chú anh chị luôn. Cây với chậu ha. Cây với chậu rồi tiền ship luôn, 850 thôi cô chú anh chị. Dạ, 850. Rồi em đổi cây luôn hết cô chú anh chị. Tiếp theo mã 12B, cũng là mai chiếu thủy trung nu luôn. Thì cây này cũng giá 850 luôn. Cô chú anh chị mua một cặp bớt lại cho mình 100 ngàn nữa nghe cô chú anh chị. Đó, cây mịn tàn lắm, nuôi tầm mấy năm rồi mới được như thế này hết cô chú anh chị. Cây có chiều cao lên đây là 23 luôn. Có tán dài là được 48 luôn. Cái lô mai chiếu thủy này á là chiều cao tán dài nó rất là tương tự ha. Em đo sát ở dưới đây là được 20 cm nè cô chú anh chị. Đó, mặt cắt cũng mất sắp lành luôn nè cô chú anh chị. Cây nào cũng gì hết trơn luôn. Già cây. Đó, mịn tàn lắm luôn á. Rồi 850 ngàn, cây 12B luôn á. Cô chú anh chị chỉ cần tham khảo và nhìn cái dáng cây nào mà mình thích rồi liên hệ với em hết cô chú anh chị. Mua một cặp thì em bớt lại cho cô chú anh chị 100 ngàn luôn á. 12B nha cô chú anh chị, mai chiếu thủy trung nu, 850 ngàn. Dạ rồi. Rồi em đổi cây luôn hết cô chú anh chị. Tiếp theo mã 13B cũng là mai chiếu thủy trung nu luôn nè.
Bữa nay em được 3 cây ha. Cô chú anh chị nào mà mua hết thì em sẽ bớt tiền lại cho mình nha. Mua 2 cây là em đã bớt cho cô chú anh chị 100 ngàn rồi đó. Cây có chiều cao lên đây cũng là 23 cô chú anh chị. Còn cái tán dài cũng vậy ha, cũng là 48 nè. Rồi hoành thân cây ha. Thân cây này được 18 cm luôn nha cô chú anh chị. Cây nào cũng già hết trơn. Mặt cắt rất là lớn á, mặt cắt lớn mà đã liền á cô chú anh chị. Vót trên đây thì nó nhỏ lại nè. Rồi nè, già cây nha cô chú anh chị. Tàn mịn vô lắm luôn rồi. Em nghiêng lần nữa cho cô chú anh chị nhìn được cái dàn tàn của cây nè. Rồi, 13 cây ha, 13B ha. 850 luôn. Mai chú thể chung nu á. Rồi. Bao ship cho cô chú anh chị nè, ship luôn cả chậu cho cô chú anh chị ha. Đó. Dạ rồi. Rồi em xin phép đổi cây luôn ha cô chú anh chị. Tiếp theo em lên mã 14B với cô chú anh chị. Đây. 14B em bán combo 2 cây linh sam nha cô chú anh chị. Đây. Linh sam này 2 cây nè cô chú anh chị về chơi nghệ thuật giúp em nha. Mã 14B ha. Rồi em bán giá thanh lý cho cô chú anh chị. Em đo thông số một cây đi ha. Đo cây này trước đi. Rồi cây này có chiều cao 32 cô chú anh chị. Cái tán dài em đo từ đây là ở đây ha, được 55 ha. Cây nào cũng vậy. Hoành thân nha cô chú anh chị. Đây. Quay qua đây nè. Hoành thân của cây thì được 13 cm. Còn cái phần đế đây được 34 cm ha. Rồi mã 14B nha cô chú anh chị. Hai cây linh sam giao lưu với cô chú anh chị 400 ngàn bao ship. Cái này giống như bán cây tặng cây á cô chú anh chị. Hai cây mà 400 thôi hả chị? Dạ đúng rồi anh, 400 bao ship cho cô chú anh chị luôn. Mã 14B 400 ha. 400 mà bao ship luôn luôn cô chú. Cây có đế nè cô chú anh chị, tàn rất là mịn nha, đệm cũng nhiều nước dây rồi đó. Cây ấm tàn hết trơn rồi. Cái này là bán cây tặng cây cho cô chú anh chị ha, hai cây 400. Dạ. Rồi em xuống luôn nha cô chú anh chị, để em lên mã tiếp theo ha. Mã 15B nè cô chú anh chị, cũng là hai cây linh sam luôn. Hai cây 400 ngàn tiếp nha cô chú anh chị. Bữa nay có hai mã này là bán là giống như là chi ăn khách hàng ha cô chú anh chị. Đây. Rồi để em đo thông số cây này nha. Cây có chiều cao lên đây là được 36. Cái tán dài đây là được 44 đó, cô chú anh chị. Rồi cái phần đế ở đây là được 28 ha. Thì cây nào cũng có đế hết trơn á cô chú anh chị. Mình cô chú anh chị nào mới biết chơi ha thì mua những cái này nè, vừa đẹp vừa rẻ nè, về mình tự trải nghiệm nha cô chú anh chị. Dạ. Mã 15B nè, rồi cũng 400 luôn, hai cây linh sam. Bao ship cho cô chú anh chị luôn á. Dạ rồi, cây chỉ có 200 thôi cô chú ơi. Rất là đẹp luôn. Rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Em lên mã 15B với cô chú anh chị. Này. Rồi 15B em còn một cây xài nè cô chú anh chị. Ủa, cây này 16B. Mã 16B ha, em có một cây xoài. Xài này là xài Đài Loan ghép bò tứ quý á cô chú anh chị. Cây có chiều cao lên đây là được 56. Có cái tán dài cô chú anh chị là được 46 ha. Rồi hoành thân ở đây là được 17 á cô chú anh chị. Rồi 16B cây xoài này 400 bao ship nè cô chú anh chị. 400 bao ship. Mấy cây nhỏ nhỏ này á cô chú anh chị về sang chậu nghe, bắt đầu nó có trái xuống thòng thòng đẹp lắm. Xài tứ quý là rất là dễ cho trái luôn. Đó. Dạ. Rồi 400 ngàn ạ. 400. Rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Tiếp theo em lên mã 17B. 17B em có một cây nguyệt quế cô chú anh chị. Đây mini để bàn, về cô chú anh chị mua một cái chậu sang vô để trên bàn giúp em nha. Nguyệt quế ha. Cây có chiều cao lên đây là được 28. Dạ có tán dài là được 41 đó cô chú anh chị. Cái cây này rồi vót đọt lên đây là được 15 cm nè, mà nở xuống cũ ở dưới đây là được 24 cm đó cô chú anh chị. Cốt cành lớn rồi cô chú anh chị ha. Cây này mã 17B nè, em nghiêng cái dàn tàn cho cô chú anh chị tham khảo nha. Rồi. Cây nhỏ mini nhưng mà cốt rất là chuẩn luôn đó cô chú anh chị. Được điểm dây hoàn thiện rồi. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 500 nha cô chú anh chị. 500 bao ship. Về mua chậu sang vô là mình để trên bàn rất là đẹp luôn. Sẽ có hoa cho cô chú anh chị ha. Mùi quế hoa màu trắng thơm lắm luôn à. Đây nè, như cây này nó có đường chùm hoa nè cô chú anh chị. Bông yeah. Lớn lắm luôn nè. Đó. Hoa màu trắng và thơm. Rồi mã 17B 500 ha. Rồi em xin được phép đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Tiếp theo mã 18B cô chú anh chị ha. Một cây trà phúc kiến nè cô chú anh chị. Hay còn gọi là bùm sụm ha. Đó, chậu phúc kiến hay là bùm sụm, cây già lắm rồi, về cũng sang chậu giúp em đi ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 30. Có tán dại đây là được 42 nghe cô chú anh chị. Rồi. Cây có phần đế ở đây nè, em đo hảo hảo đây thôi được 35 cm. Rồi cái thân ở đây là được 13 cm nghe cô chú anh chị. Cốt cành lớn rồi ha. Mã 18B ha. Rồi cây này hôm nay bán 450 á cô chú anh chị, 450 ngàn bao ship nha. Chậu thì em xin được phép rút chậu bó bầu, một cây
bùm sụm, có trái chơi giống như sâm trái vậy luôn. Cốt cành quay nhạo lớn rồi, về sang chậu là mình có một cái cây chơi trái có quanh năm luôn ạ. Dạ rồi, tiếp tục luôn vậy. Dạ hết rồi anh. Ủa hết thì, luôn hả? Dạ, thì đây là mã cuối clip của Bonsai Quy Hoàng nhà em hôm nay luôn ha. Em chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem clip nhà em và mua cây ủng hộ em ha. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây trong clip sắp tới ạ. Em xin chào ạ. Dạ rồi, em chào chị, con cũng kính chào quý chú, rất cảm ơn quý chú đã dành thời gian theo dõi. Rất mong quý chú xem, yêu mến, ủng hộ cho kênh, một like, một đăng ký, nhấn chuông thông báo để tiếp tục cập nhật theo dõi nhiều clip mới trên kênh ha. Con xin chào.